ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់គណៈកម្មាធិការជាតិទីគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពព្រមទាំងមិត្តភក្តិសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះហាងសុគន្ធវិនិងខ្ញុំឈ្មោះម៉ែស្រីនិតនិងខ្ញុំឈ្មោះស៊ូវណ្ណរិកាជាសិស្សានុសិស្សរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យកុព្រីថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំទាំងបីនាក់បានលើកយកវិធានបទមួយមកនិយាយគឺការផលិតសាប៊ូ ដែលនិយាយមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌ហៅស្របស្តេមឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរក្រុមរបស់ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយដូចតទៅបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់សាប៊ូគឺឃើញថាមានការកើនឡើងខ្លាំងទាំងតម្រូវការក្នុងផ្ទះក្នុងទីធានក៏ដូចជាតម្រូវការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានជាដើម ដែលឃើញតម្រូវការបែបនេះហើយទើបក្រុមរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិស្សានុសិស្សរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យកុព្រីក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតសាប៊ូដំណើរហើយការផលិតសាប៊ូដោយខ្លួនឯងមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ដោយមានសុវត្ថិភាពនិងយើងអាចបានចូលរួមគាំទ្រនៃផលិតផលរបស់ខ្មែរនិងយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលចូលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនិងកាត់ បន្ថយនៃប្រាក់ចំណាយក្នុងគ្រួសាររបស់យើងផងដែរឥឡូវនេះក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពគ្រឿងផ្សំរបស់សាប៊ូមានដូចជាទឹកខ្មៅចំនួន 500 ក្រាមអំបិលសចំនួន75ក្រាមមេសាប៊ូចំនួន 125 ក្រាមមេពពុះចំនួន 125 ក្រាមម្សៅខាប់ចំនួន 50 ក្រាម សូមប៉ាត់ចំនួន 300 ក្រាម ខ្លាញ់និងមានយើងអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តពណ៌របស់វានេះកុំឲ្យខាតពេលយូរក្រុមរបស់យើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើសាប៊ូដូចតទៅជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ទឹកខ្មៅចំនួន 500 ក្រាម មេសាប៊ូរួចមេពពុះចំនួន 125 ក្រាម ទឹកចំនួន 2 លីត្រ ដាក់បញ្ចូលគ្នាកូរល្បាយទាំងពីរនេះឲ្យសព្វ
Mình tô bị dướng bơ cá có chùm mùi nâng mê bà cô rút. Dướng bơ cá đã chùm mùi nâng mà xa khác chùm nôn hai tập cá nâng tất chùm nôn rằm liền. Hai cô ở bài này đừng quay ở chỗ kia tác công chùm nắm. Bê dừng ra mà xa khác như trâu ra thành trón luôn đặt. Tất chào kia tỉnh tích đầm bấy về những cô tới dương nghe số như chăm nâng là liền ở. Bọc móc dưỡng mơ cá câu vì anh tập cho kì. Mình tốt vì dưỡng mơ cá câu là bái thằng môn rồi rồi há dưỡng mơ cá đã chìm mùi nâng sâu phát chìm nối. Bây đời cá nâng chìm nối tất cứ phi liên cả làng. Sau phan câu câu ở sau đối dương do sự phan thì nặng cho nó không hồn hồn còn nó dương câu vì ở sau trời nè mình tốt bị dương nhóm mắt câu là bài tình ó đằng châu khi nhớ luôn rùa hái rồi mà bắt nhóm với ca đã liệt liệt đi dương trớ đặt liệt câu chỉ mùi nâng tất chỉ mùi sân đặc bay dương đã châu là khi nông xà thiên tình ó ní dương an đừng nghe sâu câu nè. Mình tốt bị dưỡng câu liệt tiền lý ở tập là ô hóa dưỡng phơ ca đại chỉ muốn khăn cứ khăn cầu. Rốt dưỡng phơ ca câu là bài tập ốc, ai luôn mình chọc nhiều. Hai phụ giờ hai bây giờ trong bán sự bốn lý ở rất canh tờ là ô. Cứ dưỡng trâu càng tôi bàn chú. Cứ viên rất tờ là ô. Bạn là ó. Hai sông trường nam không đá thá khá thơ tập bú dân trâu pra tập áp đảm bay tập bơ tập bù. Mình tốt bị cơ rộng là bạc nhóm bán tốt hai tập bú. Ní, nơi hai tháng ngày trường nôn bị ngày đốt. Ní cứ chia là tập hóa tập bú rồi bạc rộng nhóm nhóm. Mình tôm mốt dân hư ca thì sao nay cũng ra bài hàng. Đói sở mô được bao nhiêu nghiên bài hát cũng ra thử mùi. Nô ác sẽ được bao nhiêu tiệm phơ áo sở mô dớt. Thở qua được khiếp không ca đào tàn. Chỉ chống cái đó được bao nhóm xong ở con đa lực rô nhạc rô. Và nào thật ở đây nhưng mình thêm xa xa được xa được ở khía đa chừng này tên mình biết đang đang như cái ô thì cá thật lót là bố đậu bọc trong mình dùng. Xong một con.